À, tuần trước anh đi học là được cô giáo khen, nên là hôm nay là bố cháu mua tặng cháu một bộ đồ chơi nhá. Bộ đồ chơi có tên là súng bắn xốp này. Đấy, mọi người nhìn này, súng bắn xốp anh trong cái hộp đóng bao bì rất là đẹp nhá. Đây, hôm bây giờ thì là cháu sẽ khui hộp để đánh giá xem là về mức độ hoàn thiện cái của đồ chơi này như nào này, thì cũng như là cái công dụng của cái đồ chơi là như nào nhé. Nào, ok, ra xin mời bạn Bon bóc đồ chơi nào. À, vâng, sau khi đã khui hộp ra thì hộp đồ chơi này bao gồm sẽ gồm có hai khẩu súng này, hai khẩu súng này. Nhìn về chất lượng nhựa thì ok, thì mấy bà quảng cáo bán hàng nhựa nhựa APS, an toàn cho trẻ nhỏ, mức độ hoàn thiện cũng rất là ok. Rồi tiếp theo nữa là một khẩu súng màu xanh. Đấy, khẩu súng màu xanh này thì tương tự như khẩu súng màu vàng kia, nhưng mà kích thước thì nó thì lớn hơn một chút. Đấy. Đi cùng với hai khẩu súng là mình sẽ có tổng cộng là 7 viên đạn, 8 viên đạn. 8 viên đạn, chắc là mỗi viên, chắc là mỗi khẩu súng là 4 viên. Thì đạn này là làm bằng nhựa nhá. Làm bằng xốp nhé mọi người nhá. Làm bằng xốp này. Đấy, mọi người thấy các bà bán hàng mà là bắn vào tường thì rất là dính. Thì mình chưa test thử đây, mình mới chỉ khui hộp đây mình đánh giá về sản phẩm. Đấy. À, ngoài ra nữa thì mình có cái gì đây? Cái này là cái gì đây con? Đi. À, cái này là cái mục tiêu. À, đây là cái để mà đặt lên trên bàn xong rồi để bắn. Đúng rồi, cái mục tiêu bố nhìn bố tưởng quả bom rồi. Mọi người có thể thấy là cái lực mà bắn nó rất là mạnh nhá. Đấy, bắn hai phát rồi mà vẫn chưa trúng phát nào. Cái lực bắn rất là mạnh nhé mọi người nhé. Đấy, chung là cái này thì khuyến cáo là nên cho những trẻ em tầm khoảng 8-9 tuổi trở lên chơi thôi, chứ còn không nên bắn vào người nhé. Bắn vào người nhiều khi nó rất là nguy hiểm, mình thấy cảm giác như là vì cái lực nó rất là mạnh ấy. Rồi thì sau khi đã test về các chức năng của súng thì anh cả sẽ cho một vài phát biểu về cảm nghĩ của mình về cái bộ đồ chơi này như thế nào. Bộ đồ chơi này rất vui và cho thư giãn sau những ngày học tập. À, có nghĩa là anh ấy nói rằng là bộ đồ chơi này là rất là hữu ích. Sau khi những cái buổi học căng thẳng thì bộ đồ chơi này giúp cho anh có thể giảm được stress, giúp cho tính vận động, nó được tăng cường tính vận động. Đấy. Và ok rồi nhá.